Chào các bạn, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Rayon, và hôm nay tiếp tục cái bài Unit 3 Test 1 phần 3 nhé. Liên quan phần reading. Rồi. The tree are reduce, reuse and recycle. Bài này nói về tái chế này. Làm giảm, sử dụng lại và tái chế giúp giảm cái gì? Bây giờ là giúp làm giảm cái lượng rác thải ở môi trường và cứu lấy trái đất. The amount of waste. Bây giờ chúng ta coi xài cái amount nha. Câu 31 của chúng ta là chúng ta phải xài an amount of waste là một lượng rác thải. Rồi, reduce làm giảm này, câu 32. Sau khi chúng ta sử dụng xong cái túi để đi mua sắm thì chúng ta giúp làm giảm nha. Chúng ta giúp làm giảm. Bây giờ vậy là khi chúng ta sẽ xài cái từ là khi, là when. When, khi mà chúng ta sử dụng cái túi của mình đi mua sắm, tự đi mua sắm, thì chúng ta làm giảm được cái lượng túi bóng plastic, là túi bóng ra môi trường. Sử dụng túi của mình thay vì đi mua cái túi bóng mới sẽ tiết kiệm được tiền và làm và đem lại lợi ích cho môi trường. Benefit là lợi ích, reuse là sử dụng lại này. Chúng ta nên làm sạch sẽ và lau chùi ha, sút clean and store, và lưu trữ những cái hộp, những cái chai lọ sau khi chúng khi nếu nếu chúng vẫn còn trong tình trạng tốt, nếu có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng lại nó, sẽ sử dụng nó, gọi là will you dump again sometime. Rồi recycle này là tái chế giấy, chai lọ, thủy tinh sau khi chúng ta sử dụng phải cẩn thận bỏ nó vào những cái túi, những cái sọt rác tái chế, recycling bin. Chúng ta nên khuyến khích mọi người quanh chúng ta làm cái 3A này. Chúng ta có thể đóng góp những cái cách làm cho thế giới xanh hơn nơi mà chúng ta đang sống. Rồi ok, sang cái bài ô nhiễm pollution. Ô nhiễm xuất hiện khi mà có nhiều cái tác nhân gây ô nhiễm, pollution là tác nhân gây ô nhiễm và những cái dangerous và những cái hợp chất nguy hiểm đó, trong cái hệ sinh thái, ecosystem, hệ sinh thái. Những cái tác nhân gây ô nhiễm có thể đến từ thiên nhiên như là khí ga, đến từ núi lửa, phun trào núi lửa hoặc là cháy rừng. Chúng có thể còn là kết quả của những hoạt động con người như là rác thải từ nhà máy. Những cái tác nhân gây ô nhiễm thì có ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng không khí, nước và đất. Có rất nhiều cái sản phẩm mà con người tạo ra mà gây ra ô nhiễm. Những cái xe cộ như là xe hơi, xe tải và máy bay thì phóng ra những cái khí độc hại và gây ra ô nhiễm không khí. Những cái rác đến từ nhà, các hộ gia đình và những nhà máy thì làm ô nhiễm đất cát, đất và nước. Ngoài cái việc mà ngoài cái việc mà những cái thuốc thuốc trừ sâu á, đang nói về thuốc trừ sâu còn gây hại cho động vật bởi vì bỏ vào hồ và sông này nha. Khi mà những cái tài nguyên đó bị ô nhiễm thì tất cả sinh vật sống từ nhỏ, như từ những sinh vật nhỏ cho tới sinh vật lớn đều bị nguy hiểm. Mặc dù có nhiều người nghĩ rằng ở miền quê thì ít ô nhiễm hơn thành phố, sự ô nhiễm nhưng mà ô nhiễm thì có thể là ở khắp mọi nơi. Nó có thể lan ra khắp từ thành phố cho tới miền xa xôi hẻo lánh. Ví dụ như mọi người thậm chí là tìm thấy hóa chất và thuốc trừ sâu, pesticide là thuốc trừ sâu ở Antarctic ice, những cái tảng băng ở Bắc Cực. Theo như cái cơ quan này thì những cái ô nhiễm nhựa ấy, thì khắp mọi nơi, và thậm chí là còn có những cái nơi vị trí bị cô lập nữa cơ, như là Mariana Trench, cái phần sâu nhất ở dưới Thái Bình Dương. Rồi theo như đoạn 1 thì cái nào không phải là tác nhân gây ô nhiễm nhá, là những cái C, tiếng ồn từ nhà máy nó không phải là tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta đọc bên trên chúng ta thấy đấy. Những cái khí là từ núi lửa, rồi những cái khí từ cháy rừng, những cái sản phẩm rác thải. Rồi câu 37 là từ pesticide ám chỉ cái gì, nó thuốc trừ sâu nhá, hợp chất hóa học. Ok, câu này. Câu 38, cái từ ít ở hàng 3 ám chỉ cái gì? Hàng 3 có ít đâu. Dòng ba ít đây, ít là nó là ô nhiễm, đúng rồi. Ô nhiễm ở đây là the pollution này.
Rồi, cái từ nào gần nghĩa với từ isolated, là cô lập? Cô lập là là remote. Cô lập là lonely, một mình. À, cái từ nào không đúng theo bài đọc, chỉ có những cái khí từ xe cộ gây ô nhiễm là sai rồi nè. Ô nhiễm có tác động tiêu cực tới điều kiện sống, đúng rồi, hoạt động con người gây ra ô nhiễm. À, ô nhiễm xuất hiện với cả thành phố miền quê, bệnh phận cậu A. Rồi, chúng ta dừng tại đây.